cùng hòa chung với niềm vui đó. Tại sao chúng ta lại đến một sự kiện vĩ đại như vậy? Bởi vì đây chính là cái ngày mà giáo hội Công giáo mừng sinh nhật của một Thiên Chúa đã xuống thế để cứu độ nhân loại. Vì tình yêu thương đó mà Ngài đã chết trên thập giá. Trước đó Ngài đã sinh ra nơi hang Bethlehem, nơi hang cỏ nghèo để rồi cùng chung số phận với nhân loại để cứu độ nhân loại. Chính vì vậy mà hôm nay Công đoàn chúng ta cùng mừng với giáo hội toàn bộ để long trọng tổ chức cử hành thánh lễ này. Và chúng ta cũng biết đó, trong ngày mà Chúa Giáng sinh cách đây hơn 2000 năm xưa, thì trong đêm đó các thiên thần cùng đã xuống và ca khen rằng vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho mọi người vô thương. Chính vì vậy mà chúng ta đang sống trong một thế giới hỗn loạn, chiến tranh, bạo lực, khủng bố cùng những trong xã hội của chúng ta. Vì vậy trong đêm hôm nay, mọi người chúng ta hãy dâng lên Chúa, hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho thế giới bình an, cho đất nước của chúng ta được phồn thịnh và mọi người chúng ta được an khang, nhất là được bình an trong tâm hồn. Ước gì những lời nguyện ước của chúng ta được thiên
Thank you.
Câu chuyện xảy ra tại Bethlehem vào lúc hừng đông, ngôi sao vừa lặn
tinh thì ngủ được chăng? Cánh cửa nhẹ 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 ra, cứ như là gió thổi hơn là do một bàn tay đẩy ra. Một bà lão xuất hiện nơi đường cửa, ăn mặc rách rưới, bà già nua và nhăn nheo đến độ miệng bà giống như một lằn nhằn, thêm vào to đẹp chẳng chỉ trên gương mặt bà. Nhìn thấy bà, cô Maria hoảng sợ, nhưng có một yêu linh nào đó bước vào. Mày hay hãy đi trên chung vật ngủ, bỏ lừa nhai lớn trong bình yên, và nhìn người là bước vào trong, bước vào mà không hề ngạc nhiên gì, cứ như là chủ quyền và từ lúc nào rồi trên đường nhìn và chọn chặt mỗi bước bà đi như kiểu dài hàng thế kỷ. Bà đầu tiên tục bước đến, và bây giờ đã là cảnh mảng cỏ đổi lửa chỗ hải nhi giê xu vận động, nhưng một đêm giảng sinh thì cùng được chăng? Bất giác cầu mở mắt ra, và người mẹ nhận ra rằng mắt của người nữ và mắt của con mình giống hệt nhau, và nóng lên cùng một niềm hy vọng. Thế rồi bà lão cúi mình xuống lần lượt, bà đưa tay lục lọi trong bộ đồ khách hương của mình một vật gì mà dường như hàng thế kỷ bà mới tìm ra. Cô Maria vẫn lo lắng dõi theo, mấy con cố cùng đưa mắt nhìn nhưng vẫn không cảm nhận gì, cứ như là chuẩn bị trước chuyện gì sắp xảy ra. Cuối cùng sau một thời gian thật lâu, bà lão đổ ra từ lớp áo mình một vật bà giữ kín trong quả tay bà trao cho hải nhi. Sau những vàng bạc của ba vua và của đệ cùng một đồng, giờ đây chủ nhận được qua trên từ nơi cô Maria đứng, cô không thể nhìn thấy món quà ấy. Cô chỉ thấy chiếc lưng vốn còng xuống vì tuổi tác càng còng thêm khi yến mình bên nôi hải đi bỏ đường thì nhìn thấy, nhưng chúng cũng chẳng thể ngạc nhiên. Việc này kéo dài lâu thật lâu, rồi bà lão thẳng người lên như thể đã đốt được cái thật nặng kéo gần người mà xuống sẵn đất. Lưng bà không còn đau nữa, đầu bà gần chạm đến mái đây, gương mặt bà đã trở lại tươi trẻ. Khi bà người chỉ đôi để đi về phía cửa, rồi đi trong đêm tối nơi bà đã đến. Bây giờ Maria vừa nhìn thấy quà giấc của bà. Em ạ, vì bà là em ạ, vừa trao cho hải nhi một quả táo, bà cái quả táo gây nên tội lỗi đầu tiên, và quả táo đó lấp lánh trên đôi tay hải nhi như quả địa cầu vừa ra đời cùng lúc mới trồng. Thưa quý mãi chị em, tôi muốn mời câu chuyện trên để đi vào mầu nhiệm giảng sinh qua ánh sáng lời Chúa hôm nay. Tin mừng các thầy Luca chúng ta vừa nghe kể lại một câu chuyện thật đơn sơ nhưng thật vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Một câu chuyện rất đơn sơ tầm thường, một gia đình nghèo khổ không tìm ra chỗ trọ trong hàng quán. Số người Do Thái trở về Jerusalem để làm sổ khai sinh. Quả đông hai bà Giuse Maria không có tiền để vào khách sạn, vào cả nhà nghỉ đắt tiền, cả quả trọ đã bị trộm. Mùa đông tăng giá và bắt chẹt khách hàng, tăng giá để loại trừ người nghèo ở đó không có chỗ ngủ.
và là
đường soi
Chúng ta những người đều xin Chúa cho hành thần trong buổi này. Luôn luôn
Chúa tôn cao chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự
Dù rằng các thiên thôi
Kính thưa tất cả mọi người, như vậy là ngôi hai Thiên Chúa đã giảng sinh là người trong niềm vui mừng Chúa giảng sinh. Hôm nay chúng ta hân hoan nổ một tràng pháo tay kêu trong đêm nay có sự hiện diện của các cấp chính quyền, trong đó chính quyền xã nhà chúng ta, quyền thầy cô giáo.